Con xin kính chào cộng đoàn, con xin được chia sẻ cho với cộng đoàn 5 câu danh ngôn để chúng ta học hỏi sự khôn ngoan của các danh nhân trong cuộc sống. Câu thứ nhất, nỗi đau được san sẻ thì nỗi đau vơi đi. Nỗi đau bị chôn sâu thì sẽ nhân lên một nỗi đau gấp bội. Khi chúng ta gặp đau khổ mà có một người để chia sẻ thì dĩ nhiên là cái nỗi đau của chúng ta sẽ được vơi đi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta gặp đau khổ mà không có ai chia sẻ, một mình chúng ta phải nuốt cái đau khổ ấy vào bên trong thì cũng rất là đau khổ. Chính vì thế mà con xin được chia sẻ với kinh nghiệm của cá nhân con thôi. Không phải là lúc nào chúng ta gặp đau khổ cũng có người để chia sẻ đâu. Ngoại trừ cha mẹ là người quảng đại lắng nghe những chia sẻ đau khổ của con cái. Còn trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí là ngay cả trong đời sống gia đình ấy, con thấy nhiều người vợ đau khổ nhưng mà cũng đâu có tìm được sự chia sẻ của người chồng, vân vân. Vì thế mà với câu này đó, có lẽ người bạn đầu tiên có thể lắng nghe và chia sẻ được những đau khổ chúng ta chính là Chúa Giêsu. Mặc dù nhiều khi chúng ta đau khổ, chúng ta tâm sự với Chúa mà chúng ta không nghe được một cái tiếng đáp lời nào cả, thì chúng ta vẫn cứ chia sẻ. Chắc chắn cách này cách khác, Chúa ban sức mạnh để cho chúng ta có thể vượt qua, hay là Chúa cũng muốn chúng ta đón nhận cái đau khổ ấy như một kinh nghiệm. Nỗi đau mà được chia sẻ thì tuyệt vời rồi. Trên thực tế thì nhiều khi chúng ta cũng vẫn phải nuốt cái nỗi đau vào bên trong và chấp nhận đau khổ. Còn nỗi đau bị chôn sâu thì sẽ nhân lên một nỗi đau gấp bội. Dĩ nhiên là nỗi đau mà chôn sâu thì cái nỗi đau ấy nó cứ dai dẳng mãi và có thể nó tăng lên nữa. Hãy mở lòng chia sẻ với ai đó vì ít nhất bạn cũng sẽ tìm được một chút bình yên trong tâm hồn. Chúng ta cũng có thể mở lòng. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không bắt người khác phải chia sẻ cái nỗi đau của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể mở lòng với Chúa, mở lòng với anh chị em. Chứ cũng đừng có là giấu kín mọi đau khổ trong tâm hồn. Thì nhất là trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, cái vấn đề xì chép đó, cái vấn đề stress trong công ăn việc làm, bởi vì chúng ta cũng không được chia sẻ nhiều. Thế thì khi gặp đau khổ mà được chia sẻ thì nó sẽ vơi đi, còn nếu chúng ta chôn giấu thì nó sẽ tăng lên. Vì thế chúng ta hãy lấy Chúa là người bạn để chúng ta có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải thiết lập những cái tương giao tình thân, chúng ta cũng phải sống có bạn để có thể chia sẻ vui buồn với bạn bè của mình. Rồi câu thứ hai, tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là sống hữu ích. Câu này nó gần với cái câu của Thánh Don Bosco, đó là bạn phải hữu ích cho người nghe. Sống làm sao mà sống có ích, sống hữu ích cho người khác. Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là sống hữu ích. Vì thế mà nếu mà chúng ta cứ ăn chơi rồi là lười biếng, chúng ta sống vô ích thì không được. Hãy cố gắng sống có ích. Câu này con cũng thích lắm. Vì thế mà dù là nằm trên giường bệnh thì chúng ta vẫn có ích qua việc đón nhận đau khổ và cầu nguyện cho các tội nhân. Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm. Cũng rất là hay, sống có trách nhiệm. Được tôn trọng và biết yêu thương. Đây là những cái câu rất là tuyệt vời này. Chúng ta phải sống có ích này, chúng ta phải sống có trách nhiệm này, nhất là trách nhiệm làm cha làm mẹ, trách nhiệm làm con, trách nhiệm với hàng xóm láng giềng, trách nhiệm với giáo xứ. Chúng ta sống làm sao cho người ta tôn trọng mình, và chúng ta sống quảng đại, sống biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩa là sống cho ai đó, vì cái gì đó, và tạo nên dấu ấn riêng của bạn trên thế gian này. Để chúng ta sống hữu ích, sống có trách nhiệm, sống được tôn trọng và sống biết yêu thương, thì chúng ta hãy tập sống cho ai đó. Câu này nó gần với câu của Thánh Phaolô đó. Chúng ta không sống cho mình nhưng mà sống cho Chúa. Chúng ta không chết cho mình nhưng mà chết cho Chúa. Chúng ta hãy sống cho Chúa, sống cho tha nhân. Thế thì khi chúng ta sống cho Chúa, sống cho tha nhân, thì chúng ta cũng sẽ tạo nên những dấu ấn riêng của chúng ta trên cõi đời này. Hãy sống hữu ích, sống có trách nhiệm, sống được tôn trọng và sống biết yêu thương. Và để sống được những cái điều này thì chúng ta hãy sống vì người khác, sống vì Chúa, sống vì người khác. Khi chúng ta sống vì người khác thì cũng sẽ tạo nên những cái hình ảnh đẹp cho cuộc đời của chúng ta. Đừng sống ích kỷ cho mình, nhưng hãy sống cho người khác. Rồi câu thứ ba, thỉnh thoảng bạn cần đi xa. Thỉnh thoảng bạn cần đi xa. Không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà để chính bạn hiểu và nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Thỉnh thoảng chúng ta cần đi xa.
Con nhớ là có một lần tĩnh tâm thì Đức Cha Khảo ngày cũng nói rằng là cũng phải có ít là một lần chúng ta sống ở một cái môi trường văn hóa khác chúng ta. Đối với cá nhân con thì mỗi tháng con được đi Campuchia một lần, mặc dù thì qua bên đó thì cũng tiếp xúc với người Việt nhiều, nhưng dù sao thì cũng là một đất nước khác, một nền văn hóa khác, và người ta cũng có cái cư xử khác với chúng ta. Và khi chúng ta đi ra một cái nơi khác, nơi xa như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ biết rõ chúng ta hơn. Chúng ta sẽ biết rõ mình, giờ mình cứ ở đây thì mình có những cái tương giao như thế này, người ta biết mình như thế này, nhưng mà mình đi một cái nơi khác, nơi xa thì người ta sẽ, có thể người ta không biết mình như những người đang ở với mình. Rồi cái văn hóa, cái không gian nó khác. Thỉnh thoảng bạn cần đi xa không phải là để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn, mà là để cho chính bạn hiểu và nhận ra giá trị của mình. Đấy, mình cứ ở một chỗ, ông bà nhà ta vẫn nói là đi một đàng hồng một sàng khôn. Chúng ta cũng cần phải đi hành hương, hay đi ra khỏi cái môi trường sống của chúng ta, đi đến với những người nghèo, đi đến với những người đau khổ, chúng ta để chúng ta biết mình. Câu thứ tư, đừng dành thời gian đánh bại một bức tường, hy vọng sẽ biến nó thành cánh cửa. Rất là hay. Trong những lúc khó khăn, chúng ta luôn luôn cầu nguyện để có một cánh cửa. Chúng ta đừng có... Đấy, câu này rất là hay đây này. Đừng dành thời gian đánh bại một bức tường. Tức là cuộc sống có những cái khó khăn mà chúng ta tìm mọi cách để đập cái dẹp cái khó khăn nó đi, hay là đập nát cái khó khăn nó đi. Nhưng mà chúng ta làm như vậy có thể chúng ta không làm nổi đâu. Và chúng ta sẽ bực dọc đấy. Nhưng chúng ta hãy tìm một cái cửa. Chúng ta lấy một cái ví dụ như là vợ chồng đang có những cái hục hạc với nhau đi, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta muốn đập cái bức tường, đập cái bây giờ anh ta là một người nhậu nhẹt, chúng ta muốn dẹp cái nhậu nhẹt này đi. Có thể chúng ta sẽ không dẹp được cái bức tường nhậu nhẹt này, nhưng chúng ta tìm một cánh cửa. Chồng mình là một người nhậu nhẹt, mình là một người hay nói, chúng ta tìm một cánh cửa để vợ chồng cùng bước ra. Câu này rất là hay. Đừng dành thời gian đánh bại một bức tường. Khi gặp khó khăn, chúng ta đừng có tìm mọi cách để dẹp cái khó khăn ấy, nhưng hãy tìm một lối, một cánh cửa, tìm một lối đi, tìm một lối đi. Khi gặp khó khăn, tìm một lối đi. Đối với cá nhân con cũng có một chút cái kinh nghiệm này. Khi gặp những cái khó khăn thì thường con cũng ít khi nào con cầu nguyện là Chúa ơi cất đi những cái khó khăn ấy, mà con cầu nguyện lạy Chúa, xin Chúa cho con có một cái cách giải quyết, một cái lối đi, một cái cách giải quyết giữa những cái khó khăn này. Khi con sống với người anh em, khi con sống trong một cái môi trường nào đó, thì con cũng tìm một cái hướng giải quyết, chứ không phải là chúng ta dẹp bỏ. Mình ở với người này khó chịu quá, mình đuổi người ta đi. Không phải. Mình ở với một người mà chúng ta hơi khó khăn thì chúng ta tìm một cái lối đi, tìm một cái cánh cửa để cho chúng ta có thể tiếp tục bước đi với người đó. Đừng dành thời gian đánh bại một bức tường, hy vọng sẽ biến nó thành cánh cửa. Thay vì đập bỏ bức tường thì chúng ta có một cái lối, có một cái cánh cửa. Câu thứ năm, đời người vô thường, tức là sinh lão bệnh tử, sống nay chết mai, vô thường là sống nay chết mai, không có thường hằng bất biến. Tương lai khó đoán, hãy sống tốt. Đời người vô thường, tương lai khó đoán, hãy sống tốt. Hãy cố gắng sống tốt. Mình gieo điều tốt, mình sẽ gặt được cái tốt. Hãy cố gắng gieo thật nhiều điều tốt, đặc biệt trong mùa trái thánh này, quý ông bà và anh chị em nha. Cố gắng làm nhiều việc lành phúc đức. Đời người vô thường, tương lai khó đoán, hãy sống tốt. Biết ơn, sống tốt nè, sống biết ơn nè, và trân trọng những điều tốt đẹp bạn có ở hiện tại. Sống tốt, sống biết ơn, và trân trọng những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đang có. Khi chúng ta đang sống ở một cái môi trường, cái gì đã đang tốt đẹp thì chúng ta tiếp tục phát triển. Cái gì đang tốt đẹp chúng ta tiếp tục phát triển. Đời người vô thường, tương lai khó đoán, hãy sống tốt. Cố gắng tập sống tốt, sống biết ơn, và trân trọng những điều tốt đẹp bạn đang có ở hiện tại. Cái gì nó đang tốt đẹp rồi thì chúng ta cứ trân trọng. Nhiều khi nó thật sự chưa vì ghen tương ấy nha. Ví dụ như là cái người đi trước của chúng ta, người ta có nhiều cái hay quá, thế để chúng ta đến sau ấy, chúng ta dẹp hết cả, dù hay ta cũng dẹp. Vậy cũng không được. Nếu nó là cái hay cái tốt thì dù bất cứ của ai chúng ta cũng trân trọng hết, và chúng ta tiếp tục phát triển vì nó là cái điều tốt nha. Câu này cũng rất là hay. Đời người vô thường, tương lai khó đoán, hãy sống tốt, sống biết ơn, và trân trọng những điều tốt đẹp đang có ở hiện tại. Dù cái tốt đẹp đấy là của người này, hay là của người khác, hay của ai đi chăng nữa, nếu đã là điều tốt thì chúng ta trân trọng tiếp tục.
Con xin được cống hiến cho công đoàn 5 câu danh ngôn. Mỗi ngày 5 câu danh ngôn và một bài chia sẻ lời Chúa. Xin Chúa chúc phúc lành cho chúng ta, ban tràn đầy Thánh Thần xuống trên chúng ta, để chúng ta sống khôn ngoan và hạnh phúc.